xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh tiệm máy nổ Hoàng Dân. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lại về máy tiếp anh em ơi. Thì hôm nay về một số cái dòng máy ơ thì nhiều anh mấy anh em ơi. Đây có ơ 8 nạp chuỗi, nạp 7, con này nạp 7, con này là ơ 60, còn trên xe luôn anh em thấy không, còn rất là đẹp nha. Hôm nay về cũng nhiều máy đẹp lắm anh em. Đây con NF7 chuỗi nữa này, NF5, con này NF7, con này NF9 lốc vàng. Hôm nay về ơ 12 nè, ơ 10 nè, đây ơ 10 nữa anh em ơi. Mấy con này chưa rửa gái gì hết trơn á, rửa gái xong là đẹp đẽ lên liền. Chứ về hai bộ dàn sới anh em ơi, cái này là nguyên bộ luôn. Rồi để một lát nữa xuống máy xong rồi em sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Ngay trong đây có con ơ 8 này, con NF nữa, đây có con chuỗi nữa nè, NF chuỗi. Con này còn đẹp lắm. Rồi thôi bây giờ bắt đầu xuống máy nha anh em. Anh em nhớ đón xem nha. Rồi em sẽ quay rõ hơn cho anh em xem từng con. Rồi anh em ơi, hồi nãy giờ xuống máy móc xong chưa rồi. À, cái bộ này là bộ K195 anh em ơi. À, bộ này còn đẹp lắm nha anh em. Cái đầu máy của nó là ơ 12 nha anh em.
có để địa chỉ luôn nè anh em. Hokkaido Japan. Ghê không, ghê không. Đó. Em này là hàng nghĩa địa Nhật nha anh em. Em này là hàng Kubota K195. Còn rất là đẹp nha anh em. Tay chân nó còn bóng lưỡng luôn. Bộ lửa này còn đang thui luôn nha anh em, ở trong là anh em thấy không? Đó, còn đang thui luôn. Đây xương bọng là còn trắng tinh luôn nha anh em. Rồi để em coi coi cái răng sới của nó là bao nhiêu răng. À, một bên nó 10 răng anh em ơi. Là hai bên nó là 20 răng. Bộ này 20 răng nha anh em. Bộ này là bộ K195. Đó, em này là hàng tiễn nha anh em. Hàng khủng luôn. Rồi, ở đây còn một em Iran vậy nữa anh em ơi. Đó, hôm nay về tổng cộng hai bộ dàn sới anh em ơi. Bộ này cũng K195 luôn. Bộ này thì chưa rửa gái gì hết. Đó. Cho nên là nó còn hơi dơ nha anh em. Anh em thông cảm nha. Đây, nó cũng gác đầu máy EA12 luôn anh em ơi. Đây, bộ này thì cũng ngang ngửa vô bộ đó luôn. Cho anh em xem bộ lửa nè, ở trong này đang thui luôn nha anh em. Đó, còn rất là im luôn. Rồi, đây, hôm nay về cũng khá là nhiều máy nha anh em. E7 nha nè. Chưa gửi gái gì hết, con này gửi ra là đẹp liền. Bên đây cũng E7 luôn nha nè. Đây, em này là E7 chuỗi nha nè. Con này là F8 anh em ơi. Cái con này mà chỉ cần rửa gái là đẹp lên liền. Đây nó nằm ở bên bãi anh em. Rồi nó nằm ngoài nắng rồi mưa không mà cho nên là nó dơ giấy. Đây con này là EA10. Đây nè, đây cũng EA10 nữa nè. Đây con em bên đây là EA12 nha anh em. NF này, con này là NFD9. Này 9 lốc vàng. Đây là phải chuỗi. Con này thì có bình dầu nha anh em. Đây có một em NF5. Đây là NF7. Con này cũng 7 chuỗi nha anh em. Con này cũng có bình dầu. Đây hôm nay về có con em hàng tiễn nữa nè. Đó, ở 60. Con này cũng đẹp tuyệt vời luôn nè. Mới tin luôn nha. Đây, em này cũng nãy 7 chuỗi luôn. Đó,
nè, này mình thấy trong hồng mình đang thui nha. Đó, bồn đó nè, bồn lửa mình đang thui luôn. Đó, đây có con ơi 8 nữa nha anh em, ơi 8 lóc vàng. Đó, rồi anh em nào yêu thích con máy nào thì liên hệ tới số điện thoại góc trái màn hình giùm em. Đó, thì bên em sẽ tư vấn và báo giá cho anh em luôn. Rồi thôi, video chúng em tới đây xin kết thúc nha anh em. Thì xin cảm ơn anh em đã xem video, nhớ đăng ký và bấm chuông thông báo để nhận được thông báo và video mới nhất. Địa chỉ của hàng chúng em thì nằm ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, nằm cạnh quốc lộ N2 chân cầu vượt. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh em và hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Xin ân ái chào tạm biệt.